Thuế tối thiểu toàn cầu sẽ tác động như thế nào trong việc thu hút FDI của Việt Nam và chính sách ưu đãi nào để thu hút được nguồn vốn này? Đây là nội dung được các đại biểu Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trong cuối giờ sáng ngày hôm nay. Vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu đặt ra nhiều thách thức đối với các nước thu hút lớn vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có nước ta. Yêu cầu đặt ra là phải ứng phó hiệu quả với các tác động tiêu cực, bảo đảm sức cạnh tranh và tính hấp dẫn của môi trường đầu tư của nước ta. Đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết định hướng hành động và giải pháp đối với vấn đề này. Triển vọng vốn FDI vào Việt Nam càng trở nên không lạc quan khi mà luật thuế tối thiểu toàn cầu có hiệu lực từ đầu năm 2024. Đồng thời một chính sách không chính thức đang hình thành trên thực tế là nhà đầu tư quốc tế phân biệt đối xử các quốc gia theo phe được xếp vào, khiến hàng loạt các cơ chế chính sách ưu đãi nhằm thu hút FDI của chúng ta bị suy giảm hiệu lực hiệu quả. Xin Phó Thủ tướng cho biết vấn đề này. Giải trình nội dung này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, khi thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu sẽ tác động đến những cam kết thu hút đầu tư, mà đặc biệt là thuế, do đó phải xử lý một cách thận trọng, kỹ lưỡng và đảm bảo những nhân tố tác động của cơ quan có thẩm quyền có liên quan. Hiện nay là chính phủ thì trình, có thể là báo cáo với Bộ Chính trị để Bộ Chính trị cho chủ trương, hay là phải báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội để mà sửa cái luật, hay là những cái chính sách chúng ta thu hút một ưu đãi khác, nó không vi phạm đến cái cam kết quốc tế. Thì đây là một cái việc mà tôi cho rằng cũng rất là mới mà nó phát sinh. Mà chính phủ thì ngoài cái việc là phải xử lý những cái việc tồn động thì còn phải xử lý và giải quyết những vấn đề phát sinh mới như thế. Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội cũng rất là quan tâm, đấy, cũng đã có nhiều cái diễn đàn và có chỉ đạo về vấn đề này. Thì Thủ tướng Chính phủ thì tháng 6 thì báo cáo cũng đã có thành lập cái tổ công tác để mà nghiên cứu đánh giá tác động để đề xuất. Thì vừa rồi là cái tổ công tác cũng đã có một cái báo cáo và Thường trực Chính phủ cũng đã họp, Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã có cái báo cáo tác động. Thì cái tổ công tác này sẽ đề xuất với Thủ tướng, xong rồi trình Chính phủ sẽ trình Quốc hội những cái giải pháp là sớm nhất trong cái thời gian tới. Nếu mà kịp thì trong cái tháng 10 này, thì về những cái chính sách thuế nó liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp, để làm sao chúng ta hội nhập một cách sâu rộng, chúng ta có cái quyền thuế, nhưng mà chúng ta vẫn là bảo đảm được cái quyền nghĩa vụ hợp pháp của các nhà đầu tư và cái lợi ích của quốc gia. Cũng theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài hiện nay cũng còn khó khăn, đặc biệt là trong điều kiện kinh tế thế giới có nhiều biến động. Do đó, thời gian tới cần có những giải pháp phù hợp với tình hình mới để thu hút đầu tư đạt hiệu quả cao như kỳ vọng.